Ủa gì vậy? Gì kìa? Đây à, tháng này các bạn không đóng tiền nhà mấy tháng ra, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Đâm đâu đó em cứ nát vô đây. Em chở bánh kem nè. Từ lúc say tới giờ không có cái thang máy. Từ lúc say tới giờ không có cái thang máy luôn á. Ờ, thang máy bán luôn rồi. Thang máy ơi, đứng đây nè. Các bạn giúp tiền nhà. Trời ơi, thôi thôi thôi, nói giỡn thôi. Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ qua một cái khu mới. Đó là khu quyền quý. Ủa, wow. Khách sạn luôn ạ, một khách sạn đắt nha. Từ chung cư lên khách sạn luôn. Hôm nay nắm thuê cái chiếc xe buýt là... Đường nào, đi vào đường nào. 20 chỗ. 50 chỗ. 20 chỗ luôn, wow. Wow, xe buýt màu vàng. Xe buýt tiền tỷ á nha. Ây da, hấp dẫn ở đây. Rồi, lên, 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 lên. Ôi, đợi rồi, xin đi xin đi trước. Lên, lên, lên. Rồi, anh ngồi xin đi. Anh Vịt thích màu vàng lắm phải không Vịt? Đúng rồi. Vô. Lên, lên đi. Ngồi đây luôn. Cùng lên xe buýt. Anh Vịt ngồi chỗ của bé Tài luôn. Ủa, mày biết được không? Lên, Vịt. Okay, là chúng ta chuẩn bị hành lý nha. Ok, ok. Rồi, rồi, rồi. Dưới sau xe này có hai người mà. Ai lái? Ai nằm lái? Mà sao lái 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 chứ? Mình ít người với ta. Mình có thành viên cũ đâu bắt được ta. Chắc bận rồi. Và hôm nay chúng ta chỉ có bao nhiêu người à? Hôm nay chuyến đi các bạn ơi. Chuyến đi hôm nay nghe nói là hôm nay chuẩn bị mở cấp 9 nha mọi người. Ngồi cho dễ. Rồi. Đếm nhanh có bao nhiêu người đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Ok, hôm nay chúng ta sẽ có thành viên mới. Đón chào thành viên mới đó là Phong Cận Siro. Chào mọi người. Hôm nay chúng ta có một thành viên bên Phong Cận đó là tên là Yu Ti Ti. Người chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yes. Thì hôm nay mình mới vừa chuyển đến một cái biệt thự của Dango Team đó. Thì anh em cũng đã biết là mình là thành viên mới của Dango Team á. Mà bấy lâu nay mình chưa có vào chung cư hay là biệt thự của Dango Team. Hôm nay mình mới đến một cái biệt thự mới thì mọi người cũng đã chuyển đến đây rồi. Mọi người xem nè, đó. Đây chính là biệt thự của Dango Team nè. Và anh em thấy không, mình chế độ sáng tạo anh em. Thì anh em có nhớ là trong những cái video trước của anh Nắm á, thì anh Nắm có một cái cánh cửa, chính là một cái cánh cửa mà có thể chuyển từ người sinh tồn thành sáng tạo. Cho nên mình đã đi qua cánh cửa rồi, bây giờ mình đang ở chế độ sáng tạo đó. Thì bây giờ mọi người đang có một cuộc thi, chính là xem coi ai là người trang trí phòng đẹp nhất. Cho nên là hôm nay mình sẽ vào để mình trang trí phòng nha, sẵn cho anh em tham quan cái biệt thự này luôn nha. Ok, rồi để mình đi vào xem nha anh em. Đây, Dango Team, cái chữ bự lù luôn. Đi vào thôi nào. Đây, trước khi vào trong đây chúng ta sẽ thấy được trong đây đang có là anh MK đây, MK Gamin, và đây là TL. Ủa sao TL lại dùng skin của Kairon vậy? Skin đổi skin khác rồi. Hả? Thì đây là một cái biệt thự vô cùng là rộng luôn. Ơi chị Lucy kìa, chị Lucy ơi. chị Lucy nè. Đó, chúng ta sẽ đi đến đây. Thì ở chỗ này hình như là quầy tiếp tân nè anh em sẽ đứng đây. Chào quý khách được đó. Cái này là quầy tiếp tân đó anh em. Đó, chào quý khách á. Cái này là chúng ta sẽ lên thử trên lầu 1 nha. Sao bị kẹt rồi? Cái gì vậy? Ở đây đi. Trời ơi, chỗ này trang trí những cái đèn màu hồng rất là nam tính. Ok, đi lên nào. Thì đây chính là tầng 1 nè anh em. Thì đây là phòng của ai ta? Hình như phòng này còn trống, chưa có ai thuê hết. Đây để mình xem coi có những người nào đã thuê phòng rồi nha. Để xem coi. Ủa, chú MK thuê phòng ở chỗ nào ta? Hình như là có số phòng, hình như là chưa có ai thuê cả. Ở đây có rất là nhiều phòng luôn anh em ơi. Hình như là chưa có ai trang trí gì, hoặc là chưa có ai thuê những cái phòng này phải. Ủa, có cái phòng kia đã mở cửa kìa, mình qua thử coi. Không biết có ai trang trí gì chưa. Ủa, chưa luôn hả? Để mình lên trên tầng cao hơn coi. Đây chính là tầng 2 nè anh em. Anh em thấy cái biệt thự đẹp không? Biệt thự đẹp ha. Trong đây có anh Nắm nè. Chúng ta sẽ vào xem thử anh Nắm Gumball đang trang trí phòng như thế nào nha anh em. Đây chính là phòng của Lucy và Nắm. Giờ mình sẽ vào xem nha. Chào chị Lucy, cho em xin phép em đi qua em tham quan đó nha. Nhà của anh Nắm thì anh Nắm trang trí hai màu, màu đỏ và màu này màu gì, màu tím hả? Ok. Đây là anh Nắm nè anh em ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi lên phòng của mình cho anh em xem phòng của mình nha. Thì mình nghèo lắm cho nên mình không có tiền thuê những căn phòng ở dưới đây, những căn phòng bự, cho nên mình phải thuê căn phòng nhỏ trên đây nè. Chúng ta sẽ đi thang máy lên đó, thang máy luôn nha. Đây chính là phòng của Phong nè anh em đó. Thì cái phòng của mình nó chỉ nhỏ xíu à. Buồn quá, tại vì mình nghèo quá, mình không có tiền thuê nhà. Nhưng mà thôi kệ. Giờ mình sẽ vô mình trang trí cái căn phòng của mình nha. Đây, giờ đầu tiên mình sẽ sử dụng cái gì ta?
một cái khói đèn đi. Khói đèn để trang trí, mình thì mình rất là thích màu xanh dương cho nên mình sẽ sử dụng màu xanh dương. Đây sử dụng màu này cho nó sáng. Đây mình đã trang trí sẵn cái cửa của mình nè đó. Bây giờ mình chỉ cần trang trí như thế này lên như thế này đó. À. Ờ thì mình sẽ mở nhỏ cái tiếng lại xíu, cái tiếng nó hơi lớn nha. Ok rồi. Thì để xem coi trong cái thành viên trong đanh của team người nào sẽ là người xây nhà đẹp nhất nha. Đây, ok. Chỗ này mình có thể đứng ở đây để nhìn ra biển nữa. Mà biển đâu, hình như mình chỉnh cái tầm nhìn thấp quá, mình không thấy được biển, buồn quá. Tại vì máy mình cùi quá, mình không có chỉnh tầm nhìn xa được. Ờ, trước tiên chúng ta phải có cái gì ta? À, trong căn nhà, tất nhiên phải có cái lò nướng rồi. Tất nhiên mình sẽ kiếm cái lò nướng cái đã. Hình như bữa trước mình có mở khóa đây, cái lò nướng này nè. Rồi xem cái bình hoa, bộ bàn ghế nữa. Đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí thử nha, để xem coi đây coi coi. Bây giờ mình nghĩ là bây giờ mình sẽ chia cái phòng làm hai chỗ, một chỗ là nhà bếp, nhà tắm và sau đó là những cái thứ nói chung thì anh nắm cho là mỗi người chọn một căn phòng, sau đó mọi người muốn trang trí muốn làm gì làm à. Tại vì cái phòng đó mọi người đã thuê rồi, mỗi tháng chỉ cần trả tiền thuê nhà đầy đủ cho anh nắm là được. Đó, thì mình thuê cái nhà bèo nhất luôn anh em. Tại mình nghèo quá, mình làm gì có tiền. Đây để xem coi, để coi coi. Mình sẽ xây ở chỗ này đi. Xích vô đây xíu. Hả? Xây lên như thế này. Rồi, mình sẽ đặt qua như thế này. Cái chỗ này mình nghĩ là mình sẽ để là nhà bếp đi. Đó, cái nhà mình sẽ xây nó mini, nó gọn gọn xếp đây. À, qua đây đúng không? Lên nè. Đó, ủa, chị Lucy quay qua nhà mình chơi nè. Chào chị Lucy. Ủa gì chị Lucy đứng đây chị vậy? À, để mình xây nhà nha. Đó, rồi. Đó, thì cái chỗ này sẽ là cái phần nhà bếp nè. Đó. Thì mình sẽ đặt lò nướng vào. Mình đặt bên đây đi cho nó nhiều xíu, nhìn cho nó đúng chất là một cái nhà bếp thật là đẹp. Đó, đây, ok, đã có lò nướng. Tiếp theo mình nghĩ là mình sẽ trang trí một số cái bình hoa ở đây, tại vì cái nhà là phải có bình hoa nó mới làm cho cái nhà nó thật là đẹp và nó rất là hợp với thiên nhiên, anh hiểu không? Cắm hoa vậy. Ủa cái hoa này ngắn quá không cắm được. Mình rất là thích màu xanh cho nên mình cũng sẽ cắm hoa màu xanh luôn. Ê, quá đẹp. Quên, mình sẽ đi trang trí thêm ở đây nữa. Ở đây một cái bình hoa ở đây, cái bình hoa ở đây. Bình hoa ở đây. Ở đây nữa, đó. Đặt vào nè. Ok, quá đẹp luôn. Đây. Để mình xem nha, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ trang trí thêm là dưa hấu bí ngô. Trước tiên chắc mình nghĩ là mình sẽ trang trí cái nhà bếp trước đi. Cái nhà bếp mình phải trang trí như thế nào cho nó đẹp ta? Tức là mình sẽ đặt vào như thế này lên cái bàn đi. Hoặc là cái này cũng có thể là làm cái bàn cũng được. Đó. Ô, Huy nè. Huy nút nè. Ủa sao tự nhiên Huy nút vào đây không chào mình tiếng nào, cái chạy ra ngoài ta. Kệ đi, chắc mình sẽ đặt dưa hấu vào như thế này. Bí ngô nè. Đó. Ở trong đây thì mình sẽ đặt một cái bàn, một cái ghế để ngồi ở đây, chúng ta sẽ nấu ăn ở đây chẳng hạn. Đó. Tiếp theo nữa là mình nghĩ là mình sẽ coi. Chỗ cái tiếng anh nắm ở bên dưới, anh nắm đang xây dựng anh em cho nên nghe tiếng bụp quá trời luôn. Nhà bếp thì làm gì có tủ sách, để mình xem coi. Chứ còn mình nghĩ sau này mình sẽ làm trang trí như là cái bình ga đi. Rương nữa nè. Bánh kem, đúng rồi. Nhà bếp là phải có bánh kem anh em ơi. Trời ơi, đúng luôn rồi. Đây, để mình bỏ bánh kem lên nha. Đó. Quá đẹp luôn, hai cái bánh kem này và một cái bánh kem này. Đó. Thôi đẹp. Tiếp theo mình nghĩ là mình sẽ dùng cái gì ta? Cái khung chanh đâu rồi? Khung chanh đây. Mình sẽ trang trí thêm một cái bánh kem đây nữa đi. Đó. Bánh kem kia đâu rồi? Đây. Đó, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ dùng cái khung chanh để mình đặt lên đây. Phan trước tiên chứ mình phải đập cái này ra để mình thay thế bằng cục này cái đã. Sau đó mình sẽ đặt khung chanh lên thế này nè. Mình đặt cái này ra. Sau đó mình thay thế vào bằng cái tấm này đó. Nhìn y như là một cái dĩa luôn này, thấy không? Đó. Mình sẽ lấy đồ ăn ra trong thu hoạch nè. Mình sẽ thử mình lấy gà quay nè, hamburger nè, rồi thêm gì nữa ta? Thịt bò đi. Không, cái này là thịt nè, thịt lợn. Nè, thịt gà nè, hamburger nè, thịt lợn. Đó, ôi đẹp liền. Cái nhà bếp của mình quá đẹp luôn, quá sang trọng. Để coi giờ mình sẽ trang thiết trí thêm là tivi đi. Để mình xem coi. Cái này là gì ta? Hình như cái này là pháo hoa đúng không? Bật lên coi. Ủa sao bật không được? Ủa cái này mình bật sao anh em? Mình phải lấy hộp quạt mình bật hả? Mình không biết rồi, để mình xem coi. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ trang trí cái nhà này của mình, mình sẽ trang trí để mình nhắn cho anh Nắm cái đó. Anh Nắm mở máy cái máy là máy gì ta? Máy thả máy đó là máy gì ta, chứ mình không biết nữa. Nhưng mà bây giờ mình cái máy này là máy gì để mình xem coi. Cái máy là máy thiết lập bắn. Máy thiết lập bắn để mình làm cái loa đi ha. Khỏi, chắc mình dùng cái này luôn đi, cái này cũng đẹp nè. Thôi làm phiền anh Nắm nữa, anh Nắm đang xây nhà mà mình không nên làm phiền anh Nắm, hiểu không? Đó. Cái này nó chớp đẹp quá anh em ơi. Wow, đẹp nha. Phải từ nghĩ là mình sẽ lấy gỗ để mình làm một cái tủ sách ở bên dưới cái nè. Đây. Mình phải làm cái nhà thật là đẹp luôn. Thì mình sẽ mong là mình có thể giành được cái giải là trang trí nhà đẹp đó.
team mình đang mở giải ai là người trang trí nhà đẹp nhất sẽ được giải thưởng gì đó mình không biết nữa. Nói chung giải thưởng nghe nói cũng hấp dẫn lắm. Đó, đặt như thế này. Rồi, mình sẽ sử dụng đến mình nghĩ là mình xây nhà chắc chắn là sẽ không đẹp bằng anh Nấm đâu, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Không được giải nhất thì được giải nhì, giải ba, miễn được giải là vui rồi. Đó. Thôi đây là cái tivi của mình nè. Ở hồi cái này chớp 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 đẹp ha. Rồi, tiếp theo là bộ ghế sofa. Nghĩa là mình sẽ đặt ở đây thế này. Đó. Quay thế này. Vậy được không ta? Ờ được nè. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng đến cái bàn. Đây cái bàn này. Đặt vào đây. Đó, rồi. Mình không có bình hoa rồi, chết rồi. Chắc có tí nữa mình sẽ nhờ ai đó đặt giúp mình cái bình hoa vào đây. À, để mà mình đặt mấy cái bình này vào luôn đi. Nhà nhà bếp phải có mấy cái bình này nó mới đẹp. Đó. Không biết mình còn cái gì để trang trí không ta? Ờ như có, như có. Đây mình có cái này nè. Rồi à. Cái này nữa. Đó, cái này mình thấy trang trí làm đèn nè. Ồ, mình thì mình mở khá là ít đồ cho nên mình cũng không có nhiều đồ để trang trí nữa. Buồn quá ha. Chết tôi rồi. Sao mình lỡ mà mình trang trí mình không có nhiều đồ ấy, mình trang trí đẹp như mọi người là mình thua chắc luôn á. Ờ để xem coi. Mình cần có thêm cái này nữa. Ok rồi. Rồi mình sẽ đặt vào để làm cửa. À, đặt vào như thế này đó. Rồi mình sẽ đặt tấm ván vào đó, cửa tự động luôn, đi vào nè. Đó, đặt vào như thế này đó, quá đẹp. Ở trên đây để gì nó hơi kỳ ha, để mình đóng nó lại bằng cái hàng rào này đi. Ui ui, có anh, có anh vịt lên kìa mọi người, có anh vịt vịt lên phòng mình kìa. Ủa sao chặn lại không được. Ờ được rồi, được rồi. Hello anh vịt, anh vịt đi đâu vậy anh vịt? Anh vịt lên tầng cao hơn rồi. Ok rồi, phòng mình như vậy là sau đó mình sẽ trang trí bên đây là một cái kệ sách đi. Kệ sách vào. Đó. Ở bên đây thì mình sẽ để là rương. Ủa sao đặt theo không được. Đặt không được rồi. Mình để là rương bên đây đi. Xong để một cái bàn chế tạo ở đây. Rồi. Mình xem coi. Mình sẽ trang trí một cái đèn trần ở đây như thế này. Nhìn không, nó không được ở giữa lắm ha. Đặt chỗ này mới đúng nè. Đó. Ok đẹp liền. Rồi. Đặt như thế này. Mình sẽ ta dập cây đuốc này đi. Tại vì mình không thích để cây đuốc. Để cây đuốc nhìn nó xấu lắm. Chúng ta sẽ thay thế bằng cái đèn luôn cho đẹp. Đó. Mọi người đang rất là chăm chỉ ở dưới. Mình nghe tiếng đập quá trời. Chắc là mọi người đang xây dựng nhà đó nè. Đó. Giờ mình nghĩ là mình sẽ xây thêm gì ta. Nhà tắm thì mình nghĩ là đã có hồ bơi rồi. Anh Nấm đã xây hồ bơi cho mọi người. Anh Nấm kêu là mọi người cứ yên tâm, anh Nấm sẽ xây hồ bơi cho mọi người để mọi người đi tắm rồi. Cho nên là sẽ không lo đến nhà tắm nữa. Để xem coi mình còn thiếu gì không ta. Nhà của mình như vậy là đủ chưa nhỉ. Để xem coi. Đây là mình có cả phi thuyền nè. Mình trang trí cái phi thuyền vậy đi ha. Nên mình để cái phi thuyền vào đây trang trí cho đẹp. Đây. Đó. Phải từ. Chỗ này nó hơi gần. Đập ra. Ok mình sẽ đặt cái phi thuyền sẽ sát vào đây. Đó trời ơi. Có phi thuyền để bay lên trời luôn. Nhà mình đúng là giàu vãi. Ok rồi. Mình nghĩ là mình sẽ làm thêm một cái kệ tủ đi. Nói chung thì xây thì sao. Xây mình sẽ nghĩ là mình sẽ trang trí từ từ thêm. Bởi vì bây giờ mình chưa có nghĩ ra được mình sẽ trang trí thêm những cái gì á. Cho nên là mình cứ xây tạm ra những cái nội thất trước đi. Rồi sau đó mình sẽ xây ra sau thêm, hiểu không? Mọi người hiểu không nào? Ok từ từ để xem coi mình xây cái tủ này ở đâu đây. Có nên xây ở kế bên phi thuyền này không ta? Thì mình nghĩ là mình sẽ dịch cái phi thuyền ra một chút. Sẽ đập phi thuyền đi. Rồi mình để cái tủ ở bên đây. Cho nên mình sẽ để cái phi thuyền ở chỗ khác. Đó. Mình sẽ để cái rương ở đây. Rương đặt ở đây không được rồi. Cho mình sẽ đặt ở trên đây. Đó. Nó nằm sẽ nằm dọc dọc như thế này. Đó. Đó trời ơi. Kệ tủ đẹp ngay. Trên tủ này mình sẽ cất những cái món đồ mình thích. Rồi. Tiếp theo là mình nghĩ là mình sẽ làm cái phi thuyền đâu ta. Hồi nãy mình mới tính. À đây cái phi thuyền đây. Sau đó mình sẽ lấy thêm trái banh. Mình thích, rất thích chơi đá banh luôn. Cho mình sẽ để trái banh ở gần chỗ này của mình. Đó. Đặt phi thuyền vào nè. Đó. Rồi chỗ này mình sẽ để trái banh ở đây. Đó. Nhà mình có cả banh để chơi luôn. Quá đỉnh. Không biết như đây đủ cho ta. Mình cần trang trí thêm gì không vậy. Để mình xem coi. Bàn này mình phải làm để dùng làm bàn học tập chẳng hạn. Còn gì không ta. Mình giờ đồ của mình ít quá à. Cho nên giờ mình không biết mình sẽ chế tạo những cái gì nữa. Thôi được rồi, chắc là mình nghĩ là mình sẽ chế tạo. Tạm thời mình chế tạo dưới đây. Ui có tiếng đập kính. Ui có tiếng đập kính kìa. Hình như là anh Nấm đang xây gì bên dưới. Có tiếng đập kính. Ui đập kính quá trời luôn. Mình làm một cái bàn để ngồi học nữa chứ mình quên. Mình phải làm cái bàn. Đúng rồi, hay là mình làm một cái bàn PC đi anh em. Mình làm một cái bàn PC cho mình nha. Ok để mình xem coi. Đây. Cái nút rồi. Để cái nút đây. Ok
cái đúc, mình nghĩ là lấy cái đúc màu xám này đi. Ok. Rồi lấy thêm một cái bàn nữa. Cái bàn. À đây cái bàn đây. Đó. Mình sẽ làm cho mình một cái bàn PC chỗ này đi. Đây mình sẽ đặt vào đây như thế này. Đặt vào. Đó, lên như thế này. Rồi. À, cái cục vào đây như thế này. À, cái này là cái màn hình anh em. Đó, màn hình mình sẽ để là phong cỡ phong cận TV đó. Rồi một cái ghế đó, vậy là mình đã có được một bộ PC rồi. Đó, bấm nút lên chi liên minh thần thoại. Chu đó. Rồi còn gì em ta? À, chắc mình sẽ làm một cái để một cái bàn này giống như là cái bàn học của mình vậy đó. Đó, rồi ok. Bây giờ mình nghĩ là cái phòng của mình trang trí đến đây là chắc cũng tạm ổn rồi ha. Vài bữa nữa mình sẽ trang trí thêm những cái thứ mà mình thích. Chỗ có tiếng đập kính kinh quá à. Chắc mình sẽ đi xuống coi coi mọi người đang xài gì vậy. Ôi cái thang máy còn thang máy nào. Mình hết thang máy đi đi xuống rồi. Mọi người lấy hết thang máy của mình rồi. Oh no, mọi người đem thang máy của mình đi hết rồi. Sao mọi người không chịu xuống? Không chịu xuống cho mình cái thang máy nào hết vậy. Mọi người quá đáng quá à. Ok, thế là mình sẽ đi đường này để mình xuống luôn. Ui trời ơi. Mọi người lên thang máy xong mọi người ở trên đó luôn. Ồ, đây chính là nhà của anh Nắm nè. Wow, nhà anh em anh à có anh Nắm xây đẹp vậy. Ui, nhìn đẹp quá à, lung linh màu sắc luôn. Đây là tivi nè. Ôi. Kệ sách, con trai hình như là cái chỗ để mình ngồi đập mình ăn uống. Không, cái này hình như là nhà bếp hay là phòng khách vậy. Wow, đẹp quá à. Ok rồi, mình sẽ đi qua cái nhà khác để mình xem thử nha. Ok, để mình xem coi. À, cái này là gì đây? Lucy Gumball House thang máy. Ê, thang máy để lên phòng phong cận Timmy và Vịt. À ok, vậy là ôi vậy là phòng của mình với anh Vịt với lại Tim Timmy nằm chung với nhau mọi người. Ồ đây là thư viện nè. Đó, để mình đi tham quan thêm coi còn gì ở đây không. À. Ờ đúng rồi, bên đây là có anh em cây với lại TL để mình qua coi mọi người trang trí phòng như thế nào rồi. Ủa mọi người đâu rồi? Ủa hình như mọi người ở bên dưới. Ồ, chỗ này có đường xuống hay là ủa mà không có gì ở đây vậy? What? Ok, thì mình sẽ lên lầu thử xem trên lầu có gì không. Mình muốn lên trên lầu. Ôi trên lầu vẫn là phòng vắng thôi à. Ok thôi, chắc là mình nghĩ là mình không nên tấy máy tò mò đi chung cư tùm lum nữa. Mình đã trang trí phòng xong rồi. Ok thì để lần sau, sau khi mà mọi người đã trang trí phòng xong hết rồi đó, thì mình sẽ bắt đầu quay cho anh em xem nha. Ok, và nếu như mà anh em thấy thích cái video này và thấy thích cái biệt thự này của bọn mình á, thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên Kim Đan Go Team để subscribe, like, share và ủng hộ cho mọi người nha. Ok, bye bye. Và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye. Tạm biệt mọi người.